sáng ngày 14 tháng 10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giới thiệu dự án chung cư cao cấp FLC Green Apartment do tập đoàn FLC Group cùng các đơn vị phát triển dự án đứng ra tổ chức. Sự kiện thu hút được sự quan tâm của hơn 400 khách hàng cũng như nhà đầu tư tới tham dự và ghi nhận kết quả thành công với gần 70% căn hộ đã có chủ sở hữu. Dự án FLC Green Apartment có địa chỉ 18A đường Phạm Hùng, được xây dựng trên diện tích hơn 3.600m2 với tỷ lệ xây dựng 37,7% và được kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng của không gian sống xanh giữa lòng đô thị, khi chủ đầu tư chú trọng phát triển các mảng không gian xanh thông tầng trong và ngoài tòa tháp, từ tầng 19 đến tầng 17 và từ tầng 29 đến tầng 30. Với quy mô 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, từ tầng 2 đến tầng 6 là bãi đỗ xe trên cao, tầng 1 là trung tâm thương mại và khu tiện ích. Dự án FLC 18A Phạm Hùng gồm 348 căn hộ từ tầng 8 đến tầng 30, có diện tích đa dạng từ 45 đến 70m2, được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ. Được biết, các căn hộ tại đây có giá từ 28 triệu đồng 1m2. Theo nhiều nhận định, thì yếu tố thành công của dự án chính là yếu tố vị trí kết nối giao thông thuận tiện và điểm nhấn không gian sống xanh của dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho các cư dân tương lai vào quý 1 năm 2019.